từ nay cho đến hết ngày 7 tháng 2, bến xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu mở bán vé xe Tết Nguyên đán 2021. Dự kiến vé xe sẽ tăng từ 40 đến 60% trong 5 ngày cao điểm. Bến xe miền Đông cao điểm từ 25 đến 27 tháng Chạp, lượng hành khách đi lại khoảng 52.000 người, vào ngày 28 tháng Chạp khoảng 54.000 người. Giá vé dự kiến cũng tăng từ 40 đến 60% so với ngày bình thường, tùy chặng và thời điểm. Hiện tại bến xe đã làm việc với các đơn vị vận tải đăng ký để thống nhất kế hoạch khi có sự việc đột biến sẽ huy động xe kịp thời tăng cường giải tỏa hành khách. Ngoài bảo đảm yêu cầu đi lại của hành khách, nhà xe và hành khách được yêu cầu bảo đảm quy định phòng dịch COVID-19. Ngày 20 tháng Chạp, bến xe miền Tây sẽ mở bán vé Tết. Lượng khách dự báo giảm khoảng 10 đến 15% so với cùng kỳ năm trước, giá vé dự kiến tăng 40% trong 5 ngày cao điểm.